Dạ vâng, xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh youtube Hoàng Hưng Nhật Bãi và kênh của Vua Hoàng Nhật Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu cho bác một chiếc xe cào cào 3 số, một chiếc xe khung nhôm mang thương hiệu nội địa Nhật của Bà Đính Nhật Tôn Mã xe là A128, mã xe 1 A128, khung xe là khung nhôm và nó là dòng khung võng rất là đẹp quá ạ Dòng xe cào cào đi rất là nhẹ và đặc biệt hơn nữa thì xe này nó trang bị cho các bác là dây coro, nó không sử dụng bằng xích À, với bi là phanh bi văng các bác nhá phanh bi văng in cũng là in zin tiêu xe các bác in zin tiêu xe sơn của xe là sơn màu màu xanh than các bác nhá đấy màu 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 màu, xanh than các bác rất là đẹp một cái tông màu rất là đẹp các bác à, xe này thì có khóa chống trộm ở phía phía trước xe các bác nhá khi mà các bác khóa ở phần bánh sau sau thì nó tích hợp cho các bác là khóa cổ luôn ạ rất là đẹp và bu tăng ghi đông nhôm bu tăng ghi đông nhôm và tay nắm này cũng là tay nắm zin tiêu xe À, tay phanh này là bằng nhôm quá nhá có trang bị cho các bác là một cái giỏ inox phía trước này của bảo rinh kết à, đèn phát điện phía trước là đèn các bác đi ban đêm là nó sẽ sáng nhá Đấy, vành là vành inox nan hoa inox mai ơi nhôm và một chiếc xe rất là đẹp các bác nhá Đấy, bưu tăng ghi đông của nó là bằng nhôm cả đâu bác nó sẽ sử dụng cho bác là đùm 3 số có nhá hạ 1 2 3 3 số tay nắm này cũng là tay nắm zin theo xe vàng dây dây đi âm sườn có nhá dây đi âm sườn này Đấy. À, tem của BA nổ địa Nhật các bác nhá. À, về cái phần à, à, chắn à, chắn xích của nó cũng là bằng nhựa zin tiêu xia này. À, đùi là đùi nhôm của Barrigeton các bác nhá. Bi đan này là bi đan zin tiêu xia. À, dây Coroa thì nó rất là bền. Vâng em bao cho các bác là về dây Coroa thì bảo hành cho bác thoải mái về 5 đến 10 năm về dây Coroa nhá. Đấy, trừ trường hợp các bác dùng kéo dao các bác cắt đi thôi chứ còn à, dây Coroa cò thì nó rất là bền đến vòng tua của bánh răng thì rè là nó chạy thôi bác nó rất là nó, nó rất là bền nhá và đi rất là nhẹ đùm này là đùm 3 số với nhá 3 số ẩn đó. Đấy đùm 3 số ẩn về mai ơi sau cũng là may ơi nhôm nan hoa sau cũng là nan hoa inox vành inox chân đồng bánh thì của nó là bánh 27 nhân 13 trên ta 13 8 có nhá đấy bởi đến cái tô bánh 27 à, dè chắn bùn của nó là dè nhựa cái rằng nhựa dừa, nhựa dẻo nhá nhựa dẻo tất cả cái dòng xe của nội địa Nhật của Body của dòng xe cầu cào đều là à, Dè của nó là đều bằng dè nhựa dẻo các bác ạ. Vâng, cọc in nhôm và in cũng là in zin. Và khóa, sau của nó là khóa của Body này. Đấy, khóa Body zin theo xe luôn. À, về gác ba ga phía sau cũng là gác ba ga bằng inox, rất là đẹp. Tâm của nó đều tăm bằng inox cả các bác nhá. Đấy, rất là khỏe luôn cái dòng xe cọc cào đi rất là nhẹ và khỏe. và cái xe này thì phù hợp cho các bác đi thể thao hoặc là các bác đi chợ này và cấp 2 cấp 3 các cháu đi học cũng rất là ok rất là bền may ơi trước thì là may ơi phát điện phanh thì nó trang bị là phanh bi văng phanh này là phanh bi răng văng của bà đính cái tôn cả này bác này à, phanh bi văng của bà đính kết tôn tông màu sơn của xe là màu à, à, tím than rất là đẹp các bạn rất là đẹp vâng với cái bộ in của nó thì rất là mềm in rất là nhún nhá mềm vâng giá bán của chiếc xe À, nội địa Nhật của dòng uh, uh, đùm ba số của Cào Cào. Bờ Đinh Kết Tôn này em đang bán với giá là 6 triệu đồng em bao ship rồi. Uh, bao ship tận uh, phí vận chuyển tận nhà các bác và bảo hành cho bác là một năm về xe. Uh, còn uh, về phụ tùng của xe thì các bác yên tâm về phụ tùng bên em có đầy đủ luôn cho bác về phụ tùng của xe thay thế. Và có mình cái lốp này là em đã thay một cặp lốp mới thôi các bác. Đấy lốp mới là em đã thay một cặp rồi. Và chân trống cũng là chân trống của xe luôn, zin xe luôn các bác nhé. Rất là đẹp. Vâng, bác nào quan tâm đến dòng xe cào cào này thì các bác liên hệ cho em theo số điện thoại em là 0909 999083 hoặc 0987 199311. Các bác mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ cho em xin một đăng ký kênh và một nút like. Cảm ơn các bác rất là, rất là nhiều đã theo dõi hết cái video của em. Và một chiếc xe cào cào nội địa Nhật giá chỉ có 6 triệu 500 000 đồng bao ship tận nhà bác rất là đẹp. Một chiếc xe đang còn như mới luôn các bác. Nó đang là đẹp đến trên 95%. Một con xe cầu cào. Giờ trục uh, sử dụng dây cơ mày ơi chứ phát điện và đùm ba số các bác nhá cảm ơn các bác ạ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau xin chào